Anh ơi, heo nái đẻ xong cứ quay ra cắn con và không cho con bú, em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, câu hỏi rất là tuyệt vời. Thế bây giờ nhá, heo nái cắn con ấy thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân đúng không? Vậy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này này. Tại sao heo nái đẻ nhá hay cắn con, đúng không ạ? Tại sao heo nái đẻ hay cắn con? Thì cái kiến thức này nó được chú giải như sau, nó có bao gồm có hai phần này. Phần số 1 này, cái tập tính của con heo nái ấy, khi mà nó đẻ đái nó rất xì chét, đúng không? Nó rất xì chét và có rất nhiều những con heo nái nó không có kinh nghiệm nuôi con. Vậy thì khi mà nó đẻ con ra ấy, một là nó đẻ con, hai là nó cắn con, ba là nó thế nọ thế kia. Vậy thì vừa gọi là cái gì? Phần 1 ấy là nếu mà lịch sử nhá, lịch sử cái con heo nái đấy nhá, lịch sử con heo nái đấy nó theo duy truyền nó không biết nuôi con ấy, con heo nái đấy lứa nào nó cũng cắn con thì tôi cắt cổ nó cho nó đi làm thịt, thấy chưa? Con heo nái nào mà hay, tức là lứa nào nó đẻ nó cắn con thì có nghĩa là con heo nái đấy cái độ nuôi con của nó rất vụng, đúng không? Tức là nó không có kinh nghiệm nuôi con. Thì con heo nái mà hay cắn con nhá thì thịt, đúng không? Tôi ghi chữ thịt đây. Những câu phải theo dõi, ví dụ như là lứa này nó cắn con, lứa sau nó cắn con, lứa sau nữa cắn con. Có những trường hợp nó cắn con nó không cho con bú, tôi còn phải trói chân, tôi phải tiêm thuốc an thần này, tôi còn phải trói chân trói tay của nó, trói chân trước chân sau này, treo lên để cho heo con bú. Và mấy ngày sau treo, nhiều khi treo đến lúc mà cai sữa rồi nó vẫn cắn con thì cái bọn heo nái đấy là bọn heo nái là không biết nuôi con, đúng không? Thì cho thịt, đúng không? Rồi đến cái phần thứ hai ấy, cái phần thứ hai này, phần thứ hai là heo nái nó hay bị xì chét nhá, xì chét đâu, nó hay bị xì chét thì nó cũng gây đến hiện tượng cắn con. Các ông biết rằng là người phụ nữ mang thai ấy, mình cần phải lưng như lưng trứng, hứng như là hứng nước mưa, đúng không? Thì các ông nhớ như vậy, thì heo nái cũng thế, mình cần phải nhẹ nhàng tình cảm với nó thôi, đừng có đuổi đánh quát nạt nó. Bây giờ lúc mà công đưa nó lên chuồng để đi đẻ ấy, công đánh đập quát tháo nó rồi là trù dập nên nó sợ thì nó bị xì chét. Khi nó đẻ nó rắc, nó riết, nó xì chét nhiều thì khi nó xì chét thì nó cắn con. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp như sau này. Đầu tiên các bạn có thể tiêm cho nó thuốc an thần nhá. Các bạn có thể tiêm sau khi nó đẻ xong, chúng ta sẽ tiêm thuốc an thần để nó giảm bớt cái ức chế thần kinh của nó đi, được chưa? Ức chế thần kinh của nó đi. Cái thứ hai ấy, là các bạn có thể sử dụng cho tôi cái Lutalai nhá, Lutalai này, hoặc là cái Enzaprost, đúng không ạ? Enzaprost mục tiêu để làm gì? Tại vì các bạn biết rằng khi mà con heo nái nó bị sốt sữa hoặc là nó bị tắc sữa ấy, là cái vú của nó là nó rất căng này, đúng không? Hình dung là vú nó căng, nó cứng, mà đã căng nó cứng nó rất là bức xúc, nó đau khổ rồi nó thế lọ thế kia, tức là nó xì chét, gọi là xì chét. Vậy thì chúng ta tiêm Lutalai và Enzaprost ấy. Lutalai hoặc Enzaprost, một mặt là nó làm cho co bóp cơ trơn với cơ vòng, nó đẩy hết cái dịch viêm vào trong tử cung ra. Cái thứ hai ấy, khi là nó có bóp cơ trơn với cơ vòng, nó làm cho cái nhu động của tuyến sữa nó chảy trơn tru ngon lành hơn, đúng không? Cái tuyến sữa nó được hoạt động kích hoạt tốt hơn thì bắt đầu sữa nó ra, con nó bú thì nó đỡ xì chét, nó cũng giảm cắn con. Và cái thứ ba ấy, trường hợp nó xì chét ấy thì tôi cũng vẫn dùng biện pháp ấy là trói chân trói tay nhá, trói chân tay này, được chưa? Trói chân tay nó lại để cho nó khỏi cắn con nó. Và những cái trường hợp khác, ví dụ các bạn có thể sử dụng những cái thuốc như là gì nhỉ? Cái việc mà tiêm kháng sinh thì mình vẫn tiêm bình thường, đúng không? Tiêm kháng sinh thì mình vẫn tiêm bình thường. Thế thì mình trói chân, trói tay nó lại, mục đích là để nó khỏi cắn con, đúng không? Thì ok, cái phương pháp này cũng được. Còn một số cái biện pháp khác là tôi thấy rằng là một số cái biện pháp khác ấy, là khi mà trường hợp một con heo nái ấy, nó hay cắn con thì mình phải kiểm tra cái bầu vú của nó xem là nó có bị sốt cao hay không này, hoặc là nó có bị căng sữa quá nó không chảy ra không thì nó cũng cắn con. Thì chúng ta phải xử lý hai cái trường hợp này như vậy nhá. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà của tôi hay làm vậy.